Hôm nay mừng thế Thánh Antôn là dịp để chúng ta cùng với tôi dâng lên Chúa lời tạ ơn, và đồng thời cũng xin ông bà anh chị em cầu nguyện cho tôi có sức khỏe để phục vụ, nhất là tuổi càng cao sức khỏe càng yếu. Do đó mà nhân cái dịp này cũng mong đó ông bà anh chị em cũng tiếp tục để cầu nguyện, còn năm nào phục vụ ở đây để có sức khỏe phục vụ ông bà anh chị em cho tốt. Cuối bài tin mừng có cái câu đáng cho chúng ta suy nghĩ: có thì nói có, không thì nói không, thêm thắt là do ma quỷ mà ra. Cầu xin Chúa giúp để chúng ta luôn luôn thành thực đối với Chúa và thành thực đối với nhau. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con lại còn nghe dạy người xưa rằng đừng bội thề, nhưng hãy giữ lời ngươi đã thề với Chúa. Phần thầy, thầy bảo các con đừng thề chi cả, đừng lấy trời mà thề vì là ngai của Thiên Chúa, đừng lấy đất mà thề vì là bệ đặt giữa chân của người, đừng lấy Jerusalem mà thề vì là thành của vua cao cả, cũng đừng chỉ đầu mà thề vì con không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hoặc ra đen được. Nhưng lời thề các con phải là: có thì nói có, không thì nói không, nói thêm thắt là do sự giữ mà ra. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, hôm nay cùng với giáo hội chúng ta dâng lễ nhớ Thánh Antôn Bà Đỏ Vàng, linh mục và tiến sĩ hội thánh. Thánh Antôn Bà Đỏ Vàng, Bà Đỏ Vàng tức là một cái làng nhỏ miền quê nước Ý. Ngày sinh năm 1195 tại Lisbon, tức là Bồ Đào Nha, trong một gia đình quyền quý. Quyền quý do đó cũng là giàu có. Nhưng mà ngay từ nhỏ, ngài muốn hiến thân cuộc đời của mình cho Chúa, và cái ý định đó đã được thực hiện. Ngài vào dòng Thánh Augustino, rồi chịu chức ở tại dòng Thánh Augustino. Nhưng mà sau khi chịu chức linh mục rồi thì ngài cảm thấy cái đường lối tu đức của dòng Augustino có lẽ không phù hợp mấy. Do đó ngài cầu nguyện và xin đổi dòng. Ngài muốn sống chiêm niệm, muốn sống nghèo khó và muốn rao giảng tin mừng, và đồng thời muốn tự đạo. Vì thế ngài sau khi cầu nguyện bàn hỏi với bề trên, ngài xin sang nhập dòng Francisco khó khăn. Khi sang nhập dòng Francisco khó khăn thì ngài được là làm thầy giáo dạy các tu sĩ ở trong dòng. Nhưng mà ngài lại muốn đi truyền giáo, và nhất là muốn sang cánh đồng truyền giáo bên Phi Châu. Do đó nhà dòng chấp nhận cái ý của ngài và chấp nhận cho ngài sang bên Phi Châu để truyền giáo. Sau chuẩn bị hành trang
Ngài đã lên đường. Khi tới Phi Châu thì Ngài ngã bệnh nặng, không tiếp tục và phải quay trở về. Nhưng trong con đường quay trở về thì một cơn bão lớn, tàu của Ngài dạt vào đảo Sicilia nước Ý. Và sau đó thì Ngài lên ở tại tu viện San Monte Paolo. Và sau đó Ngài lại tiếp tục làm giáo sư, rồi dành thời giờ đi giảng. Lúc đầu thì giảng là chưa có nổi tiếng, nhưng có một cái chuyện xảy ra ở bên Pháp. Một cái ngày truyền chức linh giám mục cho một linh mục lên giám mục. Cái cha mà chỉ định để giảng cái ngày lễ phong giám mục, không biết lý do làm sao không có tới. Ban tổ chức gần đến giờ giảng rồi, ông trai nhận giảng vẫn không thấy đâu ấy. Cuối cùng người ta chỉ cái ông cha Anton đang ngồi ở kia kìa. Đấy, thế là ban tổ chức đành mời thừa cha làm ơn cha giảng lễ phong chức giám mục. Anton khiêm tốn, lúc đầu không nhận, nhưng vì hoàn cảnh bất đắc dĩ, Anton đã chấp nhận lên giảng. Một cái bài giảng làm thu hút tất cả cộng đoàn. Và từ cái bài giảng này bắt đầu Anton nổi tiếng và được bề trên thay vì dạy học, bớt cái giờ dạy học ở tu viện đi và sai Ngài đi giảng thuyết các nơi ở trong nước Ý, rồi sang bên Pháp. Và qua cái lời giảng rất là thu hút, đi nơi nào cũng thu hút giáo dân để nghe Ngài giảng, rất là hấp dẫn, đánh động lòng người. Ngài giảng ở chỗ đâu là người ta đều kéo đến để nghe Ngài giảng. Qua đời sống đạo đức, qua đời sống khiêm tốn, qua lời giảng, và Ngài còn làm phép lạ rất nhiều, đặc biệt là những người nghèo khó, những người mất của đều đến cầu nguyện, đều được đáp ứng. Hăng say miệt mài làm việc, không mệt mỏi, không thời giấc, nghĩa là làm việc và làm việc. Và cuối cùng Ngài quá mệt và xin bề trên cho nghỉ, trở về quê là Padova để tĩnh dưỡng. Và sau một năm tĩnh dưỡng thì Ngài qua đời ngày 13 tháng 6 năm 1231, hưởng dương 36 tuổi. Và Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 nâng Ngài lên tiến sĩ hội thánh. Thưa quý ông bà anh chị em, đó là một vài nét đơn sơ về thánh Anton Padova, linh mục tiến sĩ mà hôm nay giáo hội mừng lễ. Tôi thì cũng chả biết, thì hồi xưa là còn nhỏ thì cha mẹ đi rửa tội lấy tên là thánh Anton. Rồi còn nhỏ thì cũng chả biết thánh Anton là gì. Rồi khi đi tu thì mới biết à, thánh Anton là như thế này, như thế kia. Đấy, rồi bắt đầu là tìm hiểu, đọc tiểu sử về thánh Anton, rồi rút ra được những cái bài học nơi thánh Anton như thế nào. Đấy. Nhưng mà con người yếu hèn, hạn chế, nhưng mà học tập bắt chước đời sống thánh Anton rất còn hạn chế, chưa đáp ứng được cái mong mỏi của thánh nhân, cũng là một cái thiếu sót lớn. Nhìn lại quá trình để mừng lễ thánh Anton, luôn luôn mỗi một lúc gặp những khó khăn thì tôi luôn cầu nguyện trước thánh Anton, bởi vì trong phòng tôi để thánh Anton.
gặp những khó khăn, gặp những thử thách thì luôn luôn đến trước tượng Thánh An Tôn để cầu nguyện, rất có kết quả. Hôm nay mừng thế Thánh An Tôn là dịp để chúng ta cùng với tôi dâng lên Chúa lời tạ ơn, và đồng thời cũng xin ông bà anh chị em cầu nguyện cho tôi có sức khỏe để phục vụ, nhất là tuổi càng cao sức khỏe càng yếu. Do đó mà nhân cái dịp này cũng mong đợi ông bà anh chị em cũng tiếp tục để cầu nguyện, còn năm nào phục vụ ở đây để có sức khỏe phục vụ ông bà anh chị em cho tốt. Trở lại bài tin mừng chút xíu, cuối bài tin mừng có cái câu đáng cho chúng ta suy nghĩ: có thì nói có, không thì nói không, thêm thắt là do ma quỷ mà ra. Đấy, cái câu tin mừng đáng cho chúng ta suy nghĩ. Từ cái câu này chúng ta nhìn vào thực tế cuộc sống, người ta không áp dụng, người ta đặt điều, người ta vu khống, người ta nói xấu nhau rất nhiều, thưa quý ông bà anh chị em, nhất là trong cái hoàn cảnh xã hội ngày hôm nay. Người ta sống không thực, giả dối, từ ở trong gia đình rồi đến các con cái, rồi qua các nhà trường, học sinh, rồi xã hội, gian dối, lừa lọc, lừa đảo. Đấy, đang xảy ra rất nhiều trong cuộc sống. Có thì không dám nói, có sự thật chối. Đấy, đấy là cái mà cái xã hội hôm nay, cái câu tin mừng này đang cho chúng ta: có thì phải nói có, không thì nói không, thêm thắt là do ma quỷ. Và đồng thời qua cái suy nghĩ, chúng ta cố gắng cầu xin Chúa giúp để chúng ta luôn luôn thành thực đối với Chúa và thành thực đối với nhau. Đó là vấn đề mà tất cả chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta thực hiện cái câu nói của Đức Kitô trong tin mừng hôm nay.